Ủa, chết rồi. Ủa. Ủa. Chết rồi. Chết rồi, mua mua máy kiểu gì này? Máy cái gì mà ốc át thì mà muốn lỏng hết trơn rồi này, lỏng này. Hay. Gì? Ôi thôi. Thiệt đấy, em làm với thầy 10 năm nay rồi, em quá thất vọng với thầy luôn đấy. 10 năm thế nào? Trời ơi, thầy nghĩ sao? Thầy nghĩ sao mà thầy đầu tư tiền vào cái dàn máy thì đâu mà ốc át gì đâu, mới mua về mà ốc át lung lay rồi. Em thấy ở các phòng khác á là cái tay cầm nó cố định mà sao cái tay cầm của thầy nó lung lay, nó muốn rớt ốc rồi. Nào lúc đâu? Tốn tiền hết rồi. Đâu? Này, thầy đầu tư này là sai lầm, quá sai lầm luôn. Đây này, đây này, thầy ra đây, tập đôi, thầy nhìn giùm em với coi. Nhanh, thầy ra đây. Rồi thêm một mớ tiền nữa để sửa bảo hành nữa này. Bây giờ tìm thợ ở đâu mà bảo hành? Máy thì máy thì biết kiếm ai mà bảo hành được đâu. Tốn. Bây giờ mày làm cái con ốc tròn tròn như vậy rồi xong mày làm cái hệ thống như vậy. Với mày lấy cái máy hàng á, mày đút oxy vô mày chốt bà nó cái cục này cứng nhắc với cục này, cái nào rẻ hơn tốt? Cái nào rẻ hơn mấy bạn? Là sao? Cái này là cái công nghệ cao đó ba. Ủa, công nghệ cao thì muốn rớt ra rồi thế này. Rớt cái gì mà rớt? Ngủ kéo rớt được cho cái máy. Rớt. Sao con? Không biết thì nói cho nghe. Ví dụ cầm mày đi. Ừ. Đúng không? Ừ. Nè, cái cô ta chỗ này nè, cái cô ta chỗ này nè, là nó luôn lúc nào nó cũng phải bị vậy nè, nó phích là một chỗ vậy nè. À. Khi mà em nặng em rắn á nó đẹp. Ok chưa? Rồi khi mà em cầm vô đây nè, ví dụ lên đây đúng không, mình đang cầm giày xong mình lên đây mình muốn cho cơ mình nó xoắn vô một cái, mình nghiêng cổ tay ra nè, nhìn cái cổ tay này nè, không nè, cổ tay nó cầm thấy không, nó nghiêng vô một cái để vô buông ra buông tới các thứ, cái này nó freeway, nó thuận nó tự nhiên nó, ví dụ như cổ tay em để vậy có giờ gãy không, em để vậy nó tự nhiên sao nó gãy được. Nghĩa là giảm áp lực vào cổ tay đúng không? Đúng rồi, giảm áp lực vào cổ tay. Đúng rồi, nó làm cho cái cổ tay của mình nó luân chuyển theo cái phương chuyển động, tại khi mình tập gym phương chuyển động nó phải là một chỗ đâu. Cái này là gì, vậy là cái nào cũng thế hả thầy? Máy nào nó cũng thế hả? Máy nào ở thể hình online nó mới vậy, còn máy ở ngoài đường thì nó hàng lại cho bà nó, cho đồ cho đỡ tốn tiền là chứ. Thầy mua tất cả các máy chứ nghĩ là sao vậy? Nó tay cầm nó như vậy đúng không? Đúng rồi, cái này là cái công nghệ độc quyền của cái hãng luôn. Cái này cũng vậy nè, không cái cây này nó freeway ở hai chỗ luôn nè. Bình thường á cái này nó hàng lại cái một thôi. Còn này nè, nó đi quay nè, nhìn cái ống này không? Nó xoay qua xoay lại, nó nghiêng nè, nó nghiêng qua đây nè không? Nó nghiêng qua đây nè không? Nó lên được không? Đó, đó. Rồi xong rồi tới cái này nó lên xuống nè. Hai cái hệ freeway này nó kết hợp với nhau, nó tạo ra cái máy này nó cơ động. Ví dụ như em tập á, em muốn giang cái tay ra vậy cũng được, em muốn ép cái tay vậy cũng được. Thầy thị sao em coi. Nè, ví dụ giờ tôi tập, ví dụ giờ tôi tập vậy đi, đó, ok. Không thể tin được. Ok, đó, kia sao làm được. Đúng không? Cái này nè, mình giang ra thì cái cây nó giang ra theo mình. Còn cái máy cố định sao nó giang được? Rồi, cái máy cố định á là em giang ra cái cây nó không giang, cây nó chỉ thẳng vậy thôi. Và cái tay em giang ra vậy tạo độ hở ở đây, khớp ở đây không ổn nè. Thế là không bị hỏng đúng không? Không hỏng. Nhưng mà tóm lại như vậy là tác dụng là giảm áp lực đúng không? Thứ nhất nó hai tác dụng chính, tác dụng là tập nó sẽ hiệu quả hơn. Rồi, linh động 360 độ. Và an toàn hơn. Rồi. Đó, hai tác dụng chính. À. Nhưng mà tác dụng phụ á là mắc tiền hơn cho hàng đầu tư. Bảo trì bảo dưỡng khó hơn. Hèn quá lại cứ tưởng là hả? Chết. Ví dụ như bình thường á một cái máy này mà nó không có độ freeway vậy á, mấy em tập được có một bài một à? À, hèn gì em tập đi. Được có một nhóm cơ mà cái tập đôi khi nó là không an toàn khi tập nặng. Ừ. Khi những cái set mà mình mất control á, những cái set mình muốn nhồi á cho nó vô cơ á, rồi lúc đó là mình lắc rồi, mình tập rất là dễ bị chấn thương. Còn cái này á, thí dụ như giờ anh có thể ngồi vậy anh tập vai sau. Thôi thầy thử lại. Nè vai sau, đúng không? Vai sau á là phải kéo tay ngang và nó vô vai sau, còn rồi. Kéo và nó vô lưng, ok? À. Ok, bây giờ nè, không những anh kéo ngang nữa không, anh kéo ngang nè, anh kéo ngang thì mới nhổng này lên, đó, bẻ này lên đúng không, anh kéo nè, đó, không, đó, đúng rồi, không, rồi, không, không, vai sau, ok, rồi bây giờ thầy làm thử cho em bằng cái nhóm cơ khác, cái lưng chỉnh ghế cao lên xíu, lưng chỉnh ghế cao lên xíu, ok, rồi, không, rồi, vậy là vô lưng nè, rồi, mình kéo vậy là vô lưng, đúng vô lưng thật. Rồi còn cái này còn vi diệu nữa. Đa năng phép đó nhỉ. Máy bình thường không bao giờ anh tập được cái bài này. Cái bài này tập gì? Mình ngửa tay ra một chút để mình vô chuột cái đây nè. Ừ. Đúng không? Chỉ có cái này mới tập nè. Cái cổ tay có thể chỉnh nè, lắc qua đây một cái. Đúng không? Mình tập nhẹ mình gò chỗ đó. À. Ok chưa? Mình không tập hai tay vậy truyền thống, ok không? À. Rồi xong rồi nè, chưa hết đâu. Lật cái này lên cầm cái đây. Rồi sao? Vuốt. Cái đó là vô. Đấy. À cẳng tay. Đúng không? Vuốt về vô khác. Vuốt về vô khác. Cầm hai tay. Chéo vô, vuốt về vô khác nữa nè. Ờ. Không. Cái này vô cẳng tay nè. Mày không có replay ông nội tôi làm cũng được mấy cái đó nữa. Cái này nhiều biến thể phết đấy nhỉ. Trời máy xịn mà. À thế là thế rồi, cứ tưởng là chuẩn bị thêm món tiền sửa nữa. Mỹ đế hai class tại không hay. Sao thầy không nói sớm? Thầy phải nói sớm là bây giờ cái thể loại này nó. Dạy mấy đứa này là phá nào nó cũng biết hết rồi. Thế sao chúng mày mồm miệng chúng mày để đâu mà chúng mày không nói để cho chị mày phải không đi học rồi ngồi đó la ngoài. Tim cũng đẩy nó khỏi lồng ngực đó. Thầy á, mai mốt thầy phải nói thì em mới biết chứ thầy không nói là sao mà em biết. Ủa đứa này đóng tiền nói đứa đó thôi chứ tự nhiên nhỏ này đâu cho chọn vô hỏi. Thì ai biết đâu, tôi đi vô đó là thấy tự nhiên máy móc gì đâu mà coi như là ốc vít gì đâu mà chả thấy đâu hết, nên chỉ nghĩ là hỏng chứ làm sao. Trời đồ mày Mỹ đế dặn ốc rồi nói chuyện nha.
Mệt quá. Rồi, thế là yên tâm rồi. Yên tâm rồi, thôi đi, mệt quá, uống sốc cũng yên nữa. Cắt đi xong rồi đấy.